bãi màu ven sông Nậm Núa, vùng sản xuất chuyên canh ngô của xã Pom Lót, huyện Điện Biên. Những người nông dân ở đây vốn được đánh giá rất cao về trình độ thâm canh ngô, nhưng nay cũng phải ngao ngán và có phần bất lực bởi mức độ gây hại quá khủng khiếp của sâu keo mùa thu, một đối tượng sâu hại hoàn toàn mới. Từ những trà ngô mới được vài ba lá, đến những trà ngô chuẩn bị trổ cờ, thậm chí ngay cả những trà ngô sắp đến thời kỳ thu hoạch, sâu keo mùa thu đều có thể gây hại. Không có cách nào để mà trị được. Thì tôi phun thuốc thì tôi cũng không nhớ loại thuốc, nhưng mà loại thuốc đấy bây giờ đi mua là gần như là đắt nhất của đại lý. Mà phun thì đây là phun thực tế là gọi cho được một tuần rồi mà sâu vẫn thấy nhiều. Cùng với sâu keo mùa thu, sâu cắn ré đang là mối đe dọa nghiêm trọng đối với sản xuất nông nghiệp ở tỉnh ta, đặc biệt trên diện tích sản xuất lúa nương. Sâu cắn ré xuất hiện từ cuối tháng 6, đến nay đã lây lan tại 10 trên 10 huyện, thị xã và thành phố. Cái con sâu này thì nó rất là khó phun, thì ban ngày thì nó chui xuống đất, ban đêm thì nó mới ra. Hầu như các đám nương thì cũng bị như thế này hết. Tại tỉnh ta, sâu cắn ré là đối tượng xuất hiện và gây hại khá phổ biến trong các vụ mùa tại các vùng Tuân Giáo, Mường Ảng, Điện Biên. Thời gian gây hại thường vào giai đoạn cuối vụ, tháng 9, tháng 10. Tuy nhiên, khác hẳn với quy luật nhiều năm, sâu cắn ré xuất hiện gây hại mạnh ngay từ tháng 6 và đã lan nhanh ra diện rộng. Tổng diện tích nhiễm sâu cắn ré toàn tỉnh tính đến thời điểm này đã lên đến con số hàng nghìn hecta. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương mục phỏng vấn chuyên đề của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên, phát sóng định kỳ vào tối thứ năm hàng tuần trên kênh DTV. Thưa quý vị và các bạn, phóng sự vừa rồi cho thấy vụ sản xuất trên nương năm nay diễn ra trong điều kiện thời tiết rất bất lợi, hạn hán kéo dài đã làm nhiều diện tích phải gieo trồng lại. Không những thế, sự phát sinh gây hại bất thường của một số đối tượng sâu hại cũng là mối đe dọa nghiêm trọng đến năng suất cây trồng. Vậy tình hình sản xuất ở thời điểm hiện tại như thế nào? Diễn biến sâu bệnh ra sao? Có tác động thế nào đến hiệu quả sản xuất? Và đâu là những giải pháp khắc phục? Câu trả lời sẽ có trong cuộc trao đổi ngay sau đây của chúng tôi đối với ông Bùi Ngọc Sơn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Thực vật tỉnh. Vâng, xin chào ông. Cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay. Và câu hỏi đầu tiên xin được hỏi ông đó là ông có thể đánh giá sơ bộ tình hình sâu bệnh gây hại trên nương rẫy hiện nay? Xin kính chào quý vị khán giả đang xem chương trình. Thì tình hình canh tác trên nương chủ yếu là trên cây lúa và cây ngô, thì trong thời gian vừa qua cái diễn biến sinh vật gây hại cũng có nhiều cái phức tạp, và trong đó thì trên cây ngô thì có đối tượng là sâu keo mùa thu gây hại. Sâu keo mùa thu gây hại thì được ghi nhận trên địa bàn tỉnh bắt đầu từ tháng 4, và cao điểm gây hại thì vào giai đoạn ngô bước vào giai đoạn ba lá đến xoay lõn. Thì tính đến thời điểm hiện tại thì cái diện tích nhiễm toàn tỉnh ghi nhận là 7.000 ha trên tổng số 27.600 ha diện tích gieo trồng. Đối với sâu cắn ré gây hại trên lúa lương thì cao điểm gây hại vào giai đoạn cây lúa đẻ nhánh, và cái diện tích nhiễm cho đến thời điểm hiện tại thống kê là 1.025 ha trên tổng số diện tích gieo trồng là 25.600 ha. Thì các địa bàn huyện, thị xã, thành phố đã chủ động khẩn trương tổ chức triển khai công tác phòng chống tương đối hiệu quả, và hiện tại đến thời điểm này thì cũng đã kiểm soát được hai cái đối tượng sâu trên. Tuy nhiên vẫn còn tiềm ẩn rất nhiều cái nguy cơ trong thời gian tới hai đối tượng này tiếp tục phát sinh gây hại. Vâng, như vậy thì có thể thấy là sâu keo mùa thu và sâu cắn ré vẫn đang có những diễn biến phát sinh khá phức tạp phải không ạ? Vâng, như đã nói ở trên thì hai đối tượng sâu này đã được kiểm soát tương đối là hiệu quả. Tuy nhiên, đối với sâu keo mùa thu thì diễn biến trên đồng ruộng là tiếp tục phát sinh các cái lứa gối nhau, và thời gian tới thì khả năng vẫn gây hại mạnh trên ngô vụ hè thu muộn. Còn đối với sâu cắn ré thì dự báo thời gian từ nay cho đến trung tuần tháng 8, tùy thuộc vào các cái địa bàn thì có một cái lứa sâu lon cắn ré mới xuất hiện và khả năng gây hại diện rộng trên lúa lương, đặc biệt là
sâu có khả năng nguy cơ di chuyển gây hại trên lúa ruộng và cây trồng khác nếu không có biện pháp phòng chống phù hợp. Vâng, như chúng tôi được biết thì đây là lần đầu tiên sâu keo mùa thu xuất hiện tại tỉnh ta. Ông có thể cung cấp cho bà con nông dân những thông tin đáng chú ý về đối tượng sâu hại này ạ? Đối với sâu keo mùa thu thì ghi nhận là lần đầu tiên xuất hiện gây hại trên địa bàn tỉnh. Đây là một cái đối tượng mới và có rất nhiều cái đặc điểm cần lưu ý. Trong đó thì chúng ta đã thấy là cái pha trưởng thành của sâu nó có cái thời gian sống khá dài, khoảng 2 tuần và chúng có khả năng di chuyển rất xa. Cái thứ nữa là chúng đẻ trứng rải rác và trứng nở cũng rải rác và các cái lứa gối nhau liên tục trên đồng ruộng nên là rất khó khăn trong công tác điều tra, công tác cảnh báo cũng như là công tác phòng chống. Sâu keo mùa thu là đối tượng mới xuất hiện tại Việt Nam thuộc họ ngài đêm. Có thể dễ dàng nhận biết loại sâu này với những đặc điểm đặc trưng là trên mình có nhiều u lông. Bắt đầu từ tuổi 4, trên phần đầu sâu keo mùa thu có hình chữ Y ngược và khả năng ăn rất khỏe. Sâu keo mùa thu sinh trưởng và phát triển tốt trong điều kiện thời tiết, ẩm nên nguy cơ lây lan trên diện rộng là rất lớn. Thì về phương quan trọng nhất về cái giải pháp tốt nhất trong cái thời điểm này là các huyện là sẽ tổ chức tập huấn tuyên truyền để bà con nông dân nắm được cái đặc điểm gây hại cũng như là cái quy luật của sâu keo mùa thu để có những cái biện pháp phòng trừ hiệu quả nhất. Và khuyến cáo của cơ quan bảo vệ thực vật thì bà con nông dân nên phun cái đối tượng này khi tuổi sâu còn nhỏ và khi lúc trời chập tối. Sâu cắn xé có đặc tính di chuyển thành đàn, vì sợ ánh sáng nên chúng thường gây hại vào ban đêm. Loại sâu này có sức cắn phá mạnh, đặc biệt là sâu từ tuổi 4 đến tuổi 6. Nguy hiểm hơn, sâu cắn xé có khả năng di chuyển liên tục khi nguồn thức ăn tại chỗ hết. Xé gây hại chủ yếu ở trên những cái nương, khu vực giáp ranh với lại bìa rừng, cũng như là các khu vực nương cao, có độ ẩm cao cũng như là có khí hậu mát mẻ. Với đặc tính có khả năng di trú xa hàng trăm km theo gió đối với sâu keo mùa thu và theo dòng nước đối với sâu cắn xé. Mỗi con cái trưởng thành có thể đẻ từ 1.000 đến 2.000 trứng trong thời gian từ 12 đến 15 ngày. Trên nương rẫy, sâu non, gối lứa liên tục nên gây rất nhiều khó khăn cho công tác dự báo và phòng trừ. Hiện nay thì sâu keo mùa thu và sâu cắn xé đã phát sinh gây hại trên diện rộng. Đáng nói là cả hai đối tượng này đều chưa có thuốc phòng trừ đặc trị. Điều này có phải là mối đe dọa đến sự an toàn trong các vụ sản xuất tiếp theo không? Về việc phòng trừ các đối tượng sâu keo thì hiện tại theo danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép buôn bán sử dụng ở Việt Nam thì chưa đang có các loại thuốc nào đăng ký để sử dụng phòng trừ cho cái đối tượng sâu keo mùa thu và sâu cắn xé. Tuy nhiên thì Cục Bảo vệ Thực vật cũng đã hướng dẫn, khuyến cáo các tỉnh sử dụng khoảng được 4 nhóm hoạt chất tương đối hiệu quả. Và đồng thời trong khi đấy thì Chi Cục Bảo vệ Thực vật cũng chủ động thử nghiệm một số loại thuốc khá hiệu quả và cái tỷ lệ diệt sâu đạt từ 70-90% tùy cái điều kiện phòng trừ. Và đến nay thì cơ bản là các địa bàn đã khống chế được cái mật độ. Và cái mật độ sau phun thì cũng thấp, chỉ 0,5 đến 1 con là duy trì được cái mật độ thấp, hạn chế tối thiểu cái thiệt hại của sâu gây ra. Cái việc mà sâu keo mùa thu thì do là cái đặc điểm quy luật phát sinh và gây hại cũng như là các biện pháp phòng chống hiện tại bây giờ mới chỉ là tạm thời. Vâng. Để có thể giảm thiểu tối đa thiệt hại do sâu keo mùa thu và sâu cắn xé gây ra thì biện pháp hữu hiệu đã và đang được thực hiện như thế nào ạ? Để giảm thiểu cái thiệt hại do cái sâu keo mùa thu và sâu cắn xé gây ra thì trong thời gian vừa qua trên địa bàn tỉnh cũng đã áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp, thì trong đó tập trung vào cái biện pháp tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn cho hệ thống cán bộ nông nghiệp, cán bộ khuyến nông cơ sở cũng như là người dân về cách điều tra phát hiện, cách nhận biết rồi hiểu biết về quy luật phát sinh cũng như là các biện pháp phòng chống phù hợp hiệu quả ở trên địa bàn
Song song với đấy thì Chi cục Bảo vệ thực vật cũng chỉ đạo các trạm bảo vệ thực vật các huyện, thị xã, thành phố tăng cường bổ sung cán bộ bám sát địa bàn, theo dõi chặt chẽ diễn biến phát sinh và cảnh báo dự báo kịp thời, và tham mưu cho chính quyền cấp huyện công tác chỉ đạo cũng như là phối hợp chặt chẽ với các phòng ban đơn vị chính quyền cơ sở trong công tác hướng dẫn tổ chức phòng chống hai đối tượng này. Cơ bản thì đến thời điểm này là hai đối tượng này cũng đã được kiểm soát. Vâng, ngoài đối tượng là sâu keo mùa thu và sâu cắn ré thì còn có những đối tượng sâu bệnh nào mà bà con nông dân cần lưu ý trong quá trình sản xuất trên nương rẫy thưa ông? Đến thời điểm hiện tại và trong thời gian tới, ngoài hai cái đối tượng sâu này gây hại trên cây trồng trên nương đối với lúa và ngô thì bà con cần chú ý thêm một số cái đối tượng, đó là đối tượng sâu con lá nhỏ, đối tượng sâu lăn, rồi chuột cũng như là đạo ôn gây hại. Những cái đối tượng này thì nó cũng là cái đối tượng thường xuyên phát sinh và gây hại trên cây trồng trên nương, và tuy nhiên là bà con cần phải chủ động trong công tác mà điều tra, quá trình sản xuất, điều tra phát hiện kịp thời, phòng chống theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Và hiện nay thì do cái ảnh hưởng của biến đổi khí hậu thì có khả năng rất nhiều các cái đối tượng sinh vật gây hại mới phát sinh, cũng như là các cái quy luật phát sinh gây hại thì sai khác so với hàng năm, thì trạm Chi cục Bảo vệ thực vật cũng chỉ đạo các trạm là phải tăng cường cái việc bám sát cơ sở và điều tra cũng như là dự báo kịp thời, cảnh báo cho người dân. Đồng thời thì người dân, những bà con sản xuất, quá trình sản xuất cũng phải thường xuyên thăm đồng, kiểm tra đồng ruộng, nắm bắt và phát hiện các cái đối tượng sinh vật gây hại mới và thông báo kịp thời cho cơ quan chuyên môn, cán bộ nông nghiệp cũng như chính quyền cơ sở để có cái biện pháp hướng dẫn phòng trừ kịp thời. Mặc dù sâu keo mùa thu và sâu cắn ré có khả năng gây hại lớn, lây lan nhanh, nhưng ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn khuyến cáo đến người dân không nên hoảng sợ, chấp nhận sống chung và áp dụng biện pháp IPM để quản lý. Hiện nay, thời tiết mưa nhiều, độ ẩm không khí cao, cùng với đó giai đoạn sinh trưởng của cây trồng là điều kiện thuận lợi cho sâu cắn ré phát sinh gây hại. Theo nhận định của cơ quan chuyên môn, sâu cắn ré hiện đang trong giai đoạn đẻ trứng. Chỉ sau nửa tháng sẽ xuất hiện một lứa sâu non trùng vào thời điểm lúa nương chỗ bông. Cách tốt nhất giảm tác hại của sâu cắn ré là áp dụng biện pháp quản lý tổng hợp như làm cỏ dại xung quanh khu vực sản xuất để hạn chế nơi trú ẩn, chăm sóc cây trồng khỏe, ngắt ổ trứng, dùng bẫy bả đồng loạt để bẫy con trưởng thành. Do sâu cắn ré có khả năng kháng thuốc rất cao nên trong quá trình sử dụng thuốc hóa học cần cân nhắc, tránh lạm dụng. Để đảm bảo cây ngô và lúa nương phát triển và hạn chế tối đa thiệt hại do sâu bệnh gây ra, thì Chi cục Bảo vệ thực vật sẽ tiếp tục có những giải pháp gì ạ? Về giải pháp thì giải pháp trước mắt thì tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, tập huấn cho hệ thống cán bộ nông nghiệp cũng như là các đại lý thuốc bảo vệ thực vật và người dân trong công tác phát hiện và nhận biết được đặc điểm cũng như quy luật gây hại cũng như là các cái biện pháp phòng chống hiệu quả. Cái nữa là Chi cục cũng chỉ đạo các đơn vị thường xuyên tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến ngoài thực tế cũng như là nuôi sâu trong phòng thí nghiệm để bổ sung các cái tài liệu về phòng chống cũng như là hoàn thiện cái quy trình phòng chống nó hiệu quả hơn trong thời gian tới. Cái thứ nữa là Chi cục chỉ đạo cái việc các cán bộ là phải bám sát cơ sở trong việc điều tra phát hiện rồi công tác tham mưu, công tác tổ chức phòng trừ, và tiếp tục Chi cục theo dõi đánh giá tiếp một số cái giống ngô mới có khả năng kháng và chống chịu với sâu bệnh, đặc biệt là hai đối tượng sâu keo và sâu cắn ré, để có cơ sở khuyến cáo cho bà con nông dân sử dụng thay thế các giống ngô đã bị sâu keo mùa thu gây hại nặng trên địa bàn trong thời gian vừa qua. Cái giải pháp nữa là nâng cao cái trách nhiệm và cái tính chủ động của cơ sở, đặc biệt là chính quyền cấp thôn bản, thì đòi hỏi cái sự chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc quyết liệt của chính quyền cấp huyện và nâng cao cái tính chủ động trong việc phòng chống các cái đối tượng dịch hại của người dân, và tăng cường cái công tác kiểm soát, kiểm tra việc buôn bán sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để đảm bảo không lợi dụng tình hình để tăng giá thuốc rồi buôn bán thuốc kém chất lượng hoặc là
tư vấn cho người dân phối trộn nhiều loại thuốc trong một lần phun gây lãng phí không cần thiết. Vâng. Ngoài những nỗ lực của cơ quan chuyên môn thì trong cuộc trao đổi ngày hôm nay, ông có những lưu ý gì đối với bà con nông dân để có thể hạn chế được tác hại của sâu keo mùa thu và sâu cắn ré trong thời gian tới ạ? Do cái diễn biến của sâu keo mùa thu và sâu cắn ré thì tương đối là khá là phức tạp và các cái địa bàn chủ yếu là chân nương nên là cái việc theo dõi đánh giá rồi dự báo cảnh báo rất là khó khăn. Vì vậy mà bà con nông dân cần lưu ý là chủ động và có trách nhiệm hơn trong cái công tác điều tra phát hiện trên đồng ruộng và chủ động áp dụng các cái biện pháp phòng chống theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Trong đó thì áp dụng tổng hợp các cái biện pháp như là biện pháp vệ sinh đồng ruộng, làm đất phơi ải, rồi gieo trồng tập trung, chăm sóc cây trồng sinh trưởng phát triển khỏe để tăng cái khả năng chống chịu với sâu bệnh. Và việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật thì phải tuân theo nguyên tắc 4 đúng cũng như là ưu tiên sử dụng một số loại thuốc sinh học an toàn với môi trường. Vâng, xin được thay mặt bà con nông dân rất cảm ơn những chia sẻ rất thiết thực và trách nhiệm của ông Bùi Ngọc Sơn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Thực vật tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, hiệu quả sản xuất có đạt được hay không phụ thuộc rất nhiều vào khâu chăm sóc và các biện pháp phòng trừ sâu bệnh kịp thời, hữu hiệu. Nội dung cuộc trao đổi vừa rồi thì cho thấy ngoài những nỗ lực của các cơ quan chuyên môn thì việc tích cực chủ động chăm sóc, phát hiện sớm các loại sâu bệnh để phòng trừ kịp thời, không để lây lan trên diện rộng của người nông dân mới là yếu tố quyết định. Và đến đây chuyên mục phỏng vấn chuyên đề của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên cũng xin được kết thúc. Một lần nữa xin được cảm ơn ông Bùi Ngọc Sơn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Thực vật tỉnh đã chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.